Vũ Nguyễn mến chào quý vị khán giả của chương trình Hành Trình Hương Vị. Hôm nay Vũ Nguyễn có hẹn với một diễn viên Phạm Hy đó, mà sau giờ này chưa thấy đâu. Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ập một tình yêu thôi, dài. Khoan, có dạ. lộn chương trình không? Hả? Sao anh? Có đi lộn chương trình không? Dạ không, cái gì nó cũng phải có lý do, em hát là có lý do. Lý do em là em nhớ Huế hay sao? Dạ đúng, một phần là em nhớ Huế, và một phần nữa là dạo gần đây á, em có một người bạn ở Huế vô đây chơi, đem vào cho em quá trời bánh nè, quá trời quà luôn. Và bây giờ em đang phân vân á, là không biết làm cách nào để mà gọi là em, gọi là làm cho bạn một cái bất ngờ. Em tới đây, anh chắc chắn là anh chị hướng dẫn cho em một là nấu ăn thôi. Thì em tự tay em vô bếp em nấu. Hả? Anh có thật sự là anh đang giúp em không? Thật sự. Chứ em ăn thì giỏi chứ nấu là tệ lắm á nha. Bây giờ anh mà chỉ không khéo là em mà nấu dở là bạn em nghỉ chơi em luôn á. Em cứ yên tâm đi, em lên Hành Trình Hương Vị là em muốn nấu món gì cũng có. Anh nghĩ trong đầu rồi, món này là đúng đặc trưng Huế luôn. Có một món mà em rất thích, rất là ấn tượng luôn. Món gì? Đó chính là chè bột lọc heo quay. Trời ơi. Anh hướng dẫn em luôn. Vậy bây giờ anh với em là mình cùng chuẩn bị nguyên liệu và mình thực hiện cái món này đi. Rồi, anh sẵn lòng sẽ hướng dẫn em nha. Dạ. Ẩm thực Huế với cách trình bày, trang trí món ăn cầu kỳ, hương vị tinh tế, thanh tao làm nên nét sang trọng cho ẩm thực cố đô. Trong đó, món chè bột lọc heo quay là món ăn đặc biệt của Huế đã vượt qua các giới hạn ẩm thực khi kết hợp giữa bột lọc và heo quay, khiến ai lần đầu nghe qua cũng phải tò mò. Có người cho rằng ngày xưa chè bột lọc heo quay là một trong những món ăn tiếng vua. Không ai biết chính xác nguồn gốc thế nào, có từ khi nào, nhưng nguyên liệu chính làm nên món này vẫn là bột lọc và heo quay. Món ăn với cách chế biến kỳ công nhưng hương vị rất đặc biệt này là món ăn mà bất cứ du khách nào đến với Huế cũng nên một lần thưởng thức. Cái món này là chè bột lọc heo quay, cho nên cái này là bột lọc đúng không anh? Đúng rồi, bột lọc. Nhưng mà theo người miền Nam thì người ta gọi này là bột năng á. Bột năng. Còn người Bắc thì người ta gọi là bột sắn dây. Ủa? Là cùng một loại bột nhưng mà ba miền là ba cái tên gọi khác nhau. Đúng vậy rồi. Ha? Vậy mà hồi đó giờ em nghe là em cứ tưởng là ba loại bột khác nhau không á. Trời, hôm nay tới đây là em được mở mang kiến thức rồi. Khi mà mình nấu chè bột lọc heo quay thì mình cần phải lựa một cái miếng heo nó như thế nào gọi là đủ chuẩn để mà nấu cho nó ngon anh? Cái miếng heo thì nạc nó nhiều hơn xíu và mỡ mình sẽ ít thôi. Anh sẽ làm cái phần bột trước ha. Dạ. Vũ có 250g bột năng và Vũ sẽ sử dụng thêm 250g nước nóng. Vậy là mình mà không đánh kịp là nhiều khi nó đóng cục đúng không anh? Đúng rồi, em mở giùm anh đi ha. Dạ rồi. Mở nhanh tay lên ha. Cho thêm xíu nước làm cho nó họ đỡ chín bột quá. Rồi em quấy từ từ, cứ quấy cho nó ra đi. Dạ. Tiếp theo Vũ sẽ cắt cái phần heo quay cả nhà. Heo này nè, có người thì người ta không thích là làm cái viên nó tròn. Người ta cắt miếng dài, người ta bọc miếng dài. Dạ. Nó biến tấu. Còn Huế là phải tròn tròn. Dạ. Nhưng mà em để ý em thấy nha, hầu như là chè của người Huế nấu là nó sẽ không có béo bằng cái ở trong Nam của mình. Đúng rồi, nó thanh. Không, đúng rồi, cái vị đó rất là thanh. Dạ, nhìn đúng rồi. Thường nhưng mà không có thường. Ừ. Nếu mà không nghiên cứu kỹ thì sẽ không nấu được món này. Em giúp anh, em lấy chén đường lên sẵn đi. Nêm vô đây cho anh 3 muỗng đường thôi. Dạ. 1 muỗng. 2. 1/3 muỗng muối. 1/3 của cái muỗng này hả anh? Được đó, anh? Đó, đúng rồi. Trời ơi. Nó phải chuẩn xác vậy đó, rồi anh sẽ bóp đều. Cái đường nó đã bao đầy rồi. Mình sẽ bỏ vô đây, mình tao tiếp cho cái đường nó bám vô phần mỡ nó giòn hơn. Em nghe có mùi thơm thơm nè. Nhưng mà khi mà nó có đường như vậy á, mình tao nó sẽ dễ bị cháy đúng không anh? Đúng rồi, mình cho nhỏ lửa thôi. Trời ơi. Khi mà nó săn, nó tiết mỡ ra rồi thì anh sẽ cho phần nấm mèo vô. Dạ. Mình nhiều nấm mèo vậy luôn ha anh? Ừ. Ăn cho nó sật cho đỡ ngán. Đúng rồi. Thơm quá anh ơi. Cái mỡ nó chạy hết xuống phía dưới rồi, bây giờ anh sẽ hớt cái phần thịt ở trên. Hồi nãy là em đã đánh rất là đều tay để ra cục bột nó rất mịn màng vậy nè. Đầu tiên là em sẽ lấy phần tròn nè, nó hơi tròn tròn miếng bột trước.
Rồi em vê như vậy để cho cái cục bột nó kết đều á. Dạ. Rồi em sẽ cho đây chút xíu bột để xíu nữa em ấn xuống nó sẽ không bị dính á. Dạ. Rồi anh sẽ ấn đây nè, một miếng da nè, anh tìm thêm miếng nạc nữa. Yeah. Rồi này cho nó đẹp ha. Còn lại rồi em làm tròn nè, nó dư cái phần bột này anh sẽ làm bớt ra. Đó. Cho em làm một viên nha. Cứ làm đi. Em phải làm để trải nghiệm về, rồi em còn làm cho bạn em ăn nè. Dạ. Trời ơi sao mà anh làm nó không có dính, mà sao em làm nó dính tùm lum vậy? Em thay bột khô lên. Đây anh ơi, em cũng làm được rồi nè. Ừ, quá trời đẹp luôn. Tạm ổn đúng không anh? Đẹp, 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 mịn màng. Mình luộc vô nước thiệt sôi nha. Em luộc khoảng chừng 5 phút thôi, cho cái bột đó chín tới là em vớt ra, em ngâm vào nước đá liền. Dạ. Yeah. Khi mình làm đây á, mình cái nào trong trước thì mình sẽ vớt trước, cái nước này vẫn lạnh á. Dạ. Yeah. Nó phải làm như vậy đó thì mình vớt qua nó mới dai được, cái bột mình này nó trong nè, đó vớt luôn đó. Nó nổi lên thì đó, cái này nó trong rồi ha, cứ thấy cái nào trong là mình vớt. Rồi mình sẽ ngâm trong cái tô nước đá này bao lâu anh? Ừ, anh ngâm cho nó nguội thì chắc tầm 7 phút nó nguội rồi. Dạ. Yeah. Cái phần cuối cùng là phần mình sẽ nấu nước đường. Vũ sẽ cho vô đây 350g đường thì mình xài cho lít nước ha. Dạ. Yeah. Đường phèn của mình đã tan hết rồi ha. Vũ sẽ cho cái phần bột lọc vô đây tiếp. Khi mà nước mình đã sôi như vậy rồi nè em. Yeah. Rồi cái phần bột lọc của mình á, nó nổi hết lên trên nè. Yeah. Là cái bột lọc đã chín thôi. Thì anh sẽ cho thêm gừng vô đây ha. Dạ. Yeah. Công nhận cái gì mà có gừng vô là nghe nó thơm mà nó rất là ấm. Đây ha. Dạ. Yeah. Gắt miếng mè ha cả nhà ha. Chén chè bột lọc heo quay thơm ngon với những viên bột lọc dai dai, bột lấy nhân heo quay béo béo, ngấm trong nước đường phèn ngọt thanh, thơm mùi gừng cay. Từ món ăn tiếng vua đại diện cho ẩm thực cung đình Huế, chè bột lọc heo quay đã trở thành món ăn bình dân đủ sức chinh phục biết bao tâm hồn yêu mến ẩm thực xứ Huế. Anh mời Hy dùng thử nha. Dạ. Cùng khán giả. Em thấy hầu như là người ta ăn cái món chè bột lọc heo quay này là người ta sẽ ăn nóng. Ừ. Nhưng mà bây giờ ở đây có tô đá nữa thì tức là mình vẫn có thể ăn được với đá. Đúng rồi. Cái đó là tùy vào sở thích của mỗi người đúng không ạ? Về cái nước thì em thấy nó rất là vừa luôn á anh. Nó có một vị thanh mà một vị ngọt vừa phải. Và đặc biệt là rất là thơm của cái mùi gừng rồi cái mùi mè nữa. Bây giờ em sẽ ăn thử cái phần nhân. Ăn vô heo quay đi. Dạ. Về cái phần bột á, là nó có một cái độ dai vừa phải. Và nó cũng không có bị dày quá cái lớp bột. Cái thịt đó nó không có bị ngấm cái nước đường á. Nó dạ. Sẽ rất là thơm. Còn về cái phần nhân á thì cái ăn trúng cái miếng da là nó vẫn còn cái độ giòn của cái da heo. Dạ đúng rồi. Giờ hai anh em mình ăn thử đá ha. Còn nước đá thêm miếng nữa. Bỏ đá vô thì cái độ lạnh cộng với cái vị thanh của cái nước thì làm cho cái món này nó tăng thêm cái sự gọi là thanh mát. Em có tự tin nấu món này chưa? Trời. Vũ tin là em sẽ làm được vì sao? Hôm nay bạn ấy đánh bột rất là khéo. Hồi nãy khi mà anh nấu là em quan sát rất là kỹ. Nếu như em có quên thì em mở lên chương trình Hành Trình Hương Vị của chúng ta, là chúng ta sẽ cùng coi lại cách làm, cách chế biến. Và bây giờ thời lượng của chương trình Hành Trình Hương Vị đến đây là kết thúc. Xin mời tất cả mọi người hãy cùng đón xem chương trình vào lúc 19h40 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Xin chào và hẹn gặp lại. Nem chua Thanh Hóa. Nem chua xuất hiện khá nhiều tại các địa phương, nhưng mỗi nơi mang đến những hương vị đặc biệt khác nhau. Tại Thanh Hóa, món ăn này luôn có sức hấp dẫn làm say đắm du khách thập phương. Diễn viên Thiên Trang và đầu bếp Hoàng Xin sẽ giới thiệu món ăn này trong chương trình Hành Trình Hương Vị được phát sóng vào lúc 19h40
Chủ nhật ngày 9 tháng 7 năm 2023 trên kênh Truyền Kình Vĩnh Long 1.